Hello, xin chào tất cả anh em. À, chào mừng em đã đến với channel YouTube của Tùng Lộc Gạch và mình đang chơi Skibidi Tower Defense. U uh, gì đấy Win bảy ngàn trận á, à? phải gì? Thôi, hôm nay mình sẽ review cho anh em cái con unit mới ở trong bản cập nhật lần này, chính là con uh, upgrade Titan Béo Mi Box. Con này thì nhìn rất là Rambo chính vì vậy chúng ta sẽ quẩy luôn ở cái map Moon Base cho nó máu. Uh, như anh em đã biết thì uh, sau khi mà mình bị khóa kênh uh, khoảng 3 tuần, thì uh, cái lượng tương tác nó đã sụt giảm rất nhiều. Chính vì vậy mà rất cảm ơn anh em đã và đang xem cái clip này nhớ đấy, từ khi mà mình bị mất tương tác thì mình rất là buồn mà khi mà mình buồn thì mình cảm thấy rất vui ờ <laughs> uh, Đùa thôi anh em ạ à. chết oh, chết 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 auto skip ờ uh, đùa rồi mất tương tác thì cảm thấy rất là buồn đấy uh, cái lượng view uh, trên kênh của mình nó sụt giảm hẳn chưa kể lại còn là uh, lâu quá không làm clip nên là mình đi xin tướng của công ty hơi khó mình đã phải khóc lóc lăn lê bò toài ra thì mới được uh, hỗ trợ tướng nên là anh em ủng hộ mình nhiều nhiều một chút nha ô oh, có mình nhiều vào comment nhiều vào cho mình nhá rồi bây box con này ở trước ở video trước ấy thì mình đã review cho anh em cái con uh, clone. cái con này nhá anh em xây ra thì biết rồi sau khi mà xây ra thì nó sẽ có một cái hình dáng giống hết như là cái người chủ sở hữu của cái unit đấy rất chồng rất là quái dị ô ô lộn nút lút lộn lút lộn lút anh em các lộ lộn lút lộn lút lộ. ok I'm coming, mình đến đây, mình đến đây, áp cái cho nó đỡ giật mình nào, ngon, ngon, quay 8 rồi anh em ạ, ok, đang là quay 8, mình vẫn đang bơm tiền lên, Ôi, chết rồi, con nó khỏe thế, uh, khỏe quá anh em ơi, xây luôn, bao mi box, à, anh em có thể nhìn thấy con bao box này có một cái uh, hình dáng khá là à, ngầu, ok. Nó có DPS ở level 1 là 1.000 Và ở level 2 là 2 ngàn rưỡi Khá mạnh Skin của nó thì mình đã xem qua rồi Chủ yếu là nó đánh cái phun lửa Rất mạnh đấy anh em ạ Cái súng của nó bắn ra lửa mà nó có khả năng đốt cháy Ấn tiếp đây này 2 ngàn rưỡi. à, Ở level 3 chúng ta có DPS 4.500 uh, Mạnh hơn mong đợi của mình Nó chắc là con Bellmebox nhìn rất ngầu Các bạn có thể nhìn thấy nó cầm một khẩu súng phun lửa Và người đeo bao đầy băng đạn và lưu đạn uh, Đầu nó còn quấn rẻ và mặt thì có ngụy trang À, như một chiến binh Rambo điển hình ở trong phim Được rồi, à, mình mắc tiền rồi Không có vấn đề gì với cả Bellamy Box ở quay 16 cả Bây giờ mình sẽ xem xem là chúng ta có thể xây được bao nhiêu con nhé Hai, ngon Chưa mắc Bellamy à, Box có DPS ở level 5 là 20.000 Và ở level 6, tức là level max, level cuối là 37.500 các bạn ạ à, Tốc độ đánh của nó rất khủng nhé, 0.2 Uh, con Belmi Box của mình là một con origin, tức là nó chưa có chết nào hết. Các bạn xem này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là liệu rằng với Belmi Box thì mình sẽ đi moonbase hết bao uh, lâu và liệu mình có vượt qua moonbase không đã. Được rồi, nó bắn ra một viên đạn là có khả năng uh, nổ AOE ở trong một vùng nhất định. ồ oh, oh, rồi, không hiểu sao mà tự nhiên uh, cái game Skibidi của mình lại mất 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 âm thanh đi, mất nhạc đi. Bình thường nó phải có nhạc cơ. Bây giờ nó chả thấy nhạc nhẽo đâu cả. Không biết là mình nghịch ngọt cái gì ở đâu rồi Không biết là nghịch cái gì ở đâu rồi Không biết nhạc đâu anh em ạ -hú -hú. Nhạc đâu Không biết nhạc đâu rồi anh em ạ <laughs> Nghịch cái gì không biết Quái <laughs> Được rồi à, Level 25 Đi rất là bình thường Không có gì đáng chú ý Còn Belmy Box này Mình sẽ xây con thứ ba xem nó có bắn được từ bên này sang bên này không nhá, Anh em xem này Đây mình sẽ xây ở vị trí ở giữa À như vậy là nó hoàn toàn có thể bắn được từ lên bên này sang lên bên này Tầm đánh các bạn nhìn nhận lại một lần nữa này Ran 60 Khá là rộng nhá Cái map này tương đối to đấy Ran 60 thì ở cái map uh, Toilet Town này nó sẽ bao trùm cả một khoảng rất là lớn đấy anh em ạ Mà con này còn chưa có chết gì cả Ú, uh, quét complete Quét gì nhỉ Sao? Nó lại đơn giản quá luôn anh em ạ Ờ, uh, với việc mà xây hai con béo mi box này thì tôi gần như không phải làm gì ở uh, trong cái khoảng thời gian còn lại uh, có lẽ là rất lâu rồi chúng ta mới có một cái bản update cập nhật mà nhiều con tướng khủng đến vậy anh em có nhớ cái con uh, clone không con clone đấy 40 k dps nhưng mà nó thật là con clone đấy tôi cảm giác nó không mạnh bằng béo mi box này đâu béo mi box này nó cho tôi cái cảm giác đánh lực hơn rất nhiều cái skin của nó bắn ra lửa cảm giác rất đã được rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta xây tối đa là bao nhiêu con nhá uh. Có vẻ là chúng ta xây quá 5 con thì chúng ta sẽ không còn hạn chế nữa đâu các bạn ạ Đúng vậy Tôi đang xây rất nhiều box Gần như không có hạn chế Đội quân này thì ai vượt qua được anh em Anh em cho tôi một lời giải thích Ui Khéo lại xây được 20 con đấy Ủa? Bây giờ xây được 30 con rồi này anh em ơi Tôi xây thử xem được bao nhiêu con nhá Ui Game bị điên rồi, game bị điên rồi anh em ơi Rồi như vậy là tôi xây tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 24 con Belmi anh em ạ Với DPS nó rơi vào khoảng 37.500 Thì tôi rất chắc chắn rằng là không một con unit nào có thể vượt qua được rừng Belmi của tôi Vấn đề là tiền ở đâu để nâng Không thấy tiền đâu anh em ạ không Chắc chắn là không có tiền để nâng đâu uh. Không có tiền để nâng con này đâu Nâng một con mất bao tiền này 1.000 10, 2.000 rưỡi 5.000 10.000 20.000 Ồ, như vậy là để một con Belmi Box uh, Max Level thì chúng ta sẽ cần upgrade 20.000 Chưa kể 750 đồng uh, không tính tiền lúc đầu nữa Ôi xời, nhưng mà tôi vẫn quá khủng anh em ạ Đây, tôi lại cho nó biết mùi Bây giờ chúng ta có thể xây được 30 con thôi anh em ơi Thế này thì những pha bem nhau PVP sẽ trở nên nghẹt thở rất nhiều Khi mà chúng ta xây hẳn 30 unit Ái da à, dạ. uh, Không như dự đoán của tôi lúc ban đầu rằng Belmi chỉ cần hai con là có thể đép được cái map này à, uh, Tuy nhiên thì đội bạn khá mạnh nhưng gặp đội ta cũng không vừa Đội ta có súng phút lửa Có gọi là số lượng đè chất lượng <laughs> Bây giờ tôi không nghĩ ra rằng là Nếu tất cả các unit ở trong skill đi đều có thể xây được 30 con Thì uh, có lẽ là chúng ta nên bỏ qua cái phần đánh quái Mà chúng ta chỉ cần là AFK để có tiền thôi Anh em xem nó bắn này Ui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 con 13 con Như vậy là tôi đã có khoảng 14 con 14 con mắc level anh em ạ Con thứ 15 Vâng, con thứ 16 Chuyện gì đang phải là vậy? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Ui. Tôi thật sự là đang không hiểu chuyện gì xảy ra đối với cả máy nữa à, Bây giờ à, đép của game này không biết là đang làm gì <laughs> Đép của game này à, có lẽ quên không nép con béo mi box rồi Chứ con này khủng như thế này thì nó sẽ đè bẹp hết tất cả các unit hiện tại bây giờ Giá xây ban đầu của nó rất rẻ nhé các bạn nhé Chỉ có 750 đô mà thôi Ui. Quân đoàn xanh xanh Nếu như là tập trước anh em nhìn thấy quân đoàn vàng khè Thì sang đây anh em nhìn thấy lại quân đoàn xanh lè À, hơi chối một chút nhưng mà thôi, phong cách của chúng ta nó vậy rồi. Thật sự là tôi đang nghi đến nuôi 47 các bạn ạ. Tuy nhiên là đội bạn khỏe hơn tôi tưởng tượng rất nhiều hoặc cũng có thể nói là min Box không mạnh như tôi nghĩ. Dù sao đi nữa, à, đây vẫn là một cái con tướng tốt để các bạn có thể đầu tư để các bạn à, vượt à, môn base. Cực kỳ đơn giản các bạn ạ, các bạn chỉ xây ra và đợi nó quẩy thôi. Úi giời. Woo. À, lúc đầu tôi cứ nghĩ là hai con Bexam box của tôi với cái dam AoE này nó có thể đánh được cả thành phố. Tuy nhiên thì uh, hơi khác biệt một chút, có vẻ như là đam của nó không AoE. Ê, chúng bởi vì chúng ta đang xây khá nhiều cái con uh, làm chậm này, tôi sẽ phá đi. Mấy con slow đi xem nào. Chắc chắn là có AoE các bạn ạ, chắc chắn là có AoE nhá, mặc dù là có vẻ hơi nhỏ nhưng mà có AoE tôi nhận thấy. Đây anh em nhìn thấy, đấy, bắn một con mà hai ba con đều bị thương đội bạn không vượt được đâu đội bạn nói thật chứ đội bạn đừng buồn đội bạn nghĩ gì mà vượt qua đây à, ngay cả trong những kịch bản tồi tệ nhất thì tôi cũng không thể nghĩ được rằng mình sẽ thua như thế nào à con trùng hiện thôi con năm uh, con này chỉ có 60 triệu máu thôi à sao beo vậy ú anh em ơi beo mi box của tôi mắc hết level nhá upgrade titan beo mi box xem nào con này bao nhiêu máu đây nếu tôi nhớ không nhầm thì một hai sáu triệu các bạn ạ 60 triệu máu và chúng ta sẽ xem cuộc đối đầu giữa 60 triệu máu và những anh tài belmi box những <laughs> chiến binh ẩn giật à, đến từ nước mỹ đây là rambo uu uh, phong cách đúng phong cách rambo ừ đội bạn đi khá chậm chạp đang sử dụng những cái con uh, astro toilet loại thường để giảm đam giảm sự tấn công từ belmi box tuy nhiên ai già tôi bị ngủ rồi Đấy. Tuy nhiên có vẻ là cả hai bên đều đang đang đánh giá thấp nhau. Tôi không nghĩ rằng cái con giờ Ship Astro Toilet đi đến đây mà nó vẫn còn máu đâu các bạn ạ. Tôi không nghĩ rằng đi đến đây mà nó vẫn còn máu đâu. Bởi vì là đệ của nó khá đông. Bây giờ nó đã bắt đầu rơi vào tầm ngắn rồi. À, 6 triệu máu sẽ đi nhanh thôi. Bắn lên anh em. Đây rồi, toàn bộ đội ngũ Belmi Box đã ở đây. Chúng ta cần có thêm một sự kết hợp nhất định. Rồi <laughs> À, đây là tôi chỉ là phòng ngừa thôi Tôi không nghĩ con bèo bị bóc và à, không giết được con này đâu Wow Mò giờ ship Astro 4 triệu máu Hắn đi được một khoảng 1 phần 6 con đường và chỉ còn 4 triệu máu à, Thật oan trái à, Nếu mà nó không bị bắt thì cũng thật là oan trái Hắn đã Ê... <laughs> Đổ ship vào nơi công cộng Khiến cho môi trường ô nhiễm và chúng ta đang phải đi thanh gặp hắn uh, uh, à. Được rồi Như vậy là Mother ship Astro Toilet sẽ dừng cuộc phiêu lưu của mình lại ở đây không giống như Tùng lò gạch anh ấy sẽ tiếp tục phi lụa. Mother ship Astro Toilet à, nó chạy lùi. A à, chổng mông ạ, à. chồng mông chồng đi. A à, nó đốt đít. Chạy 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 anh em. Xong. Đội bạn đã hy sinh. À, như vậy là các bạn đã thấy sau 13 phút thì tôi mới có thể kin được cái con Mother ship Astro Toilet. À, được 625 game. À, một con số à, cũng khá là ấn tượng. À, tuy nhiên, ở Belmi Box tôi trông đợi nhiều hơn như thế nhiều hơn hiện tại. Đúng sao đi nữa thì con Bell mi box cũng là một cái con tướng mà chúng ta có thể sử dụng được bởi vì cái uh, tiền bắt đầu xây dựng lên nó thì khá là rẻ uh, các bạn đã xem video của mình và đưa ra kết luận cho chính bản thân các bạn xem có phù hợp hay không phù hợp với lối chơi của các bạn hay không uh, nếu cảm thấy video của mình hay hãy cho mình một like một subscribe xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn